Hello, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại với các bạn ở đây. Và bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ hoa trà nhé. Hoa trà hay còn gọi là trà mí hay là sớm trà hay gì gì tùy các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ. Đầu tiên là mình sẽ vẽ cho các bạn là một các bạn vẽ cho mình chứ. Các bạn vẽ cho mình là một cái cành cây ha. Cành cây thì tùy các bạn vẽ theo kiểu nào cũng được, miễn sao nhìn nó không có bị đỡ cứng là được ha. Vẽ này không, các bạn vẽ cho mình này, tùy các bạn nha. Cái này là mình không có chỉ định bắt buộc các bạn vẽ như thế nào hết đấy. Đây. Nguyên tắc vẽ thì cái cành dưới á, thì nó sẽ là to hơn cái cành càng về càng thu về cái phía bông hoa thì nó sẽ nhỏ lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ phác họa sơ qua một cái cành như vậy rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ bông hoa ha. Thì bông hoa trà nó sẽ vẽ lên cả nữa đi. Bông hoa trà thì nó sẽ giống như bông hoa bông chè của mình ấy. Cái bông chè các bạn biết không? Nó sẽ là như này. Nó sẽ có rất là nhiều cạnh luôn á. Nó sẽ có rất nhiều cạnh nha, và mỗi cái cạnh của nó sẽ là hình tròn tròn như thế này này. Đấy. Các bạn vẽ cho mình nói cái hai cái này nó hơi rộng một chút ha. Bạn vẽ hẹp lại cho mình xíu ha. Để cho cái cạnh ở bên này nè. Để cho bên này nó thể hiện được cái cạnh hoa bên này nữa. Đây ha. Thì hoa che hoa trà thì ở giữa này là cái nhì nó sẽ là tròn tròn bong bong như thế này này. Kiểu bóng vàng vàng, cái nhì nó màu vàng ấy. Bữa sau mình tô màu vào là các bạn sẽ nhìn hình dung ra được cái bông hoa này à. Đấy, xong các bạn vẽ cho mình nhiều cạnh ra tốt ha. Cái bông hoa này nó có nhiều cạnh ấy. Đây là các bạn vẽ cho mình cái đường gân của cái bông hoa ấy. Đấy. Các bạn vẽ cho mình ha. Đây các bạn đã được một bông hoa ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ ở đây một bông nữa. Che này nó cũng có một cái bông, cái gọi là nó có một cái đai hoa ở dưới này. Thì nó đu lên như thế này. Này như bông gòn vậy đó.
Rồi ha, hai bông ha. Rồi, tiếp tục các bạn sẽ vẽ cho mình bên này thêm một bông nữa. Bây giờ mình vẽ lá ha, vẽ lá và cả cái búp hoa thôi ha, tại vì giờ mình mà vẽ thêm nữa thì nó sẽ chi chít cái bông hoa, chi chít cái cành ở đây nhìn sẽ ghê lắm. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ lá này, cái lá của cái bông hoa trà này, hoa chè này, hoa trà này ấy, là nó sẽ giống như cái lá hồng ấy ha. Các bạn vẽ răng cưa vào cho mình ha. Đấy, các bạn vẽ lá hồng như thế nào thì các bạn vẽ cái hoa này lá y chang vậy luôn á. Rồi các cái đường gân này thì các bạn vẽ cho mình như này, đều như này luôn ha. Đấy. Rồi ở đây các bạn vẽ giống như lá hồng hoặc là cái lá tre thì các bạn cũng thấy đó mà, ngoài các bạn chắc cũng thấy từng thấy lá tre rồi đúng không? Nó vẽ hình răng cưa như này đó, đấy hình răng cưa như cái lá hồng rồi đó. Xong rồi các bạn vẽ cho mình cái mấy cái đường này song song nhau ha. Đấy, đấy. Tức là ông này bắt theo này thì ba này bắt theo như ông này luôn ha. Đấy, xong ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ những cái lá, cái búp á, búp bóng á, búp hoa thì kiểu bay bổng một xí. Thì các bạn vẽ như này, đấy, thấy không? Đấy. Xong rồi trên này tương tự cũng có những cái búp như vậy luôn. Nhưng cái này là bông hoa nó nhú ra đây này, còn như cái này thì hoa nó chưa có nên cái đai hoa, cái gì đai hoa nó sẽ úp luôn cái bông này lại ha. Rồi lá nhỏ ở trên này thì vẽ theo như này. Vẽ làm sao cho cái này mình vẽ trên này bạn thấy hả? Vẽ làm sao cho nó nhìn nó không có bị rối mắt là được ha. Hoặc là không có bị không có bị nhìn nó giả giả. Đấy. Rồi thấy không?
Đây. Bạn thấy không? Đơn giản không? Đơn giản và có một bông hoa đó ha. Có một cái cành hoa đó ha. Quá đẹp luôn. Mình đã hoàn thành tác phẩm của mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Rồi vẽ ở đây thêm một cái lá nữa rồi kết thúc. Rồi tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.